Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên mình giải thích là khi nào thì mình nên dùng một chiếc đẩy 3 kênh. Cái đẩy 3 kênh thì có nghĩa là nó có 3 cái chiếc áp này. Anh em đang nhìn ở trước hình đây, cái đẩy B3 của nhà mình này, nó sẽ có 3 cái kênh A, B, C nhé. Đấy, gọi đẩy 3 kênh. Đây là con đẩy là có model là AR1235A, đẩy bãi xịn của B3. Cái trường hợp mà mình phải dùng đến có những con đẩy 3 kênh như thế này này. Ví dụ như anh em đang dùng một đôi loa, ví dụ như một đôi loa full hoặc một đôi loa lầm của anh em đang có rồi, mà lại đã phát sinh thêm một cái đôi loa nhỏ hơn, hoặc là một cái loa center, hoặc là anh em muốn đấu một cái súp hơi vào cái đường sen chẳng hạn. Ví dụ anh em đang đấu một đôi loa như mình đang có nhá, là vào kênh A và kênh B. Còn cái đường C này, kênh C này, anh em để đánh súp hoặc đánh sen đều được, hoặc là đánh một đôi loa nhỏ đều được anh em nhé. Nhưng khi mình đấu một đôi loa vào một kênh ấy, thì anh em lưu ý rằng là mình phải xem trở kháng nhá. Ví dụ cái đẩy này này, nó đánh, nó đấu cho được, ví dụ như em, ví dụ nhá, là kênh C này nó đánh ra là 8 ohm, thì cái đôi loa nhà anh em ví dụ nó đang là 4 ohm, thì mình phải đấu nối tiếp vào để cho thành 8 nhá, để sao cho nó đừng thấp quá hoặc đừng cao quá, nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ nóng của cái đẩy này này. Lưu ý điều đó thôi. Và lưu ý điều thứ hai đây thì khi mình đấu một cái súp hơi vào cái kênh sen này này, kênh C này này, thì mình cũng phải lưu ý cái công suất của cái súp không nên quá. Ví dụ như cái đẩy vít thực tế luôn, con đẩy này này, nó cho số đánh ra loa là 500W, thì mình chỉ nên đánh súp hơi tầm bát 40 mà côn 76 đổ lại thôi nhá. 40 côn 76 đổ lại thôi thì nó đánh được một cái súp hơi đó. Còn anh em muốn tìm hiểu sâu về súp hơi, cắt cốt ở vang hay cắt cốt ở phân tần, thì ở clip sau mình sẽ giới thiệu cho anh em về nó, về súp hơi đó. Thì nhiều anh em mình có thắc mắc thì cái đẩy ba kênh để làm gì, thì mình giải thích ở đây có cần, có nên mua hay không, thì đó là lựa chọn vào công việc phù hợp của gia đình nhà mình anh em nhé. Vâng, và chào anh em. Anh em thấy video hay có ích thì cho xin một like, một chia sẻ cái video này và đăng ký kênh giúp bên mình. Và các đẩy anh em mình đang theo dõi đây có giá bán là 3 triệu 2 bao ship đẩy B3 xịn anh em nhé. Bét thia. Cảm ơn anh em.